tuyết còn đóng quá trời luôn nè các bạn. Hôm nay tụi mình đi xuống coi thư. Tại cái chỗ của mình không có thùng thư cho nên phải xuống cái thùng thư của Canada Post. Ở đây nè các bạn, nó là cái registry của thị trấn. Nhỏ thôi, vấn hoe, vô làm rất là nhanh. Mình thấy nhân viên ở đây làm cũng nhàn, không có việc gì nhiều nữa, không có đông khách cho thành ra cũng không có việc gì nhiều. Ba người ngồi ăn bánh uống trà. Đây là phần bên gọi là cái khúc dưới cuối cùng của đường Main Street. Đường này nè các bạn là đường Main Street. Thì đây là cuối hay đầu đường gì đó, nói chung là cái khúc không còn đường nữa. Đúng rồi, chỗ này người ta gọi đây là downhill, còn đây là uphill. Thì các bạn thấy nó lên dốc không đó, thì nó là uphill, còn cái này là downhill, đi xuống dốc. Trong thị trấn ai mà hỏi bạn ở đâu thì nói tao ở đường Main Street nhưng mà tao ở uphill hoặc là tao ở downhill gì đó là ok. Hay đây là lý do mà chúng ta nên mua giày boot nè các bạn. Đường rất là trơn, người ta phải rải sỏi nè. Rải sỏi đi để bớt trơn. Còn cái khúc ở trên uphill trên kia kìa là sỏi quá trời, ý là băng á, nước đá nó tan ra, nó đóng đá lại trơn lắm. Hôm bữa mình đi mình té một lần này. Rồi ngay đây thì có một cái chỗ châm cứu, đúng không ta? Hình như châm cứu. Chỗ này là cái chi mạc này là của Hàn Quốc, món Hàn Quốc, nhưng mà cũng có bán món Tây ở trong đó. Còn ở đây là cái cinema của Town. Nhỏ nhỏ thôi, không biết được có khách không nữa, không biết chiếu phim gì nữa. Đang chiếu Wakanda kìa. Rồi khúc này là khúc downhill rồi. Các bạn thấy không? Khúc này thì nó hơi vắng rồi. Ở đây có nguyên một cái siêu thị bán đồ cho thú cưng nè, cho pet đó, hồ cá rồi máy sưởi ôm sùm á. Cũng khá là bự luôn đó. Nguyên một cái dàn từ đằng đó đến đằng đây luôn. Thấy không? Rồi. Chỗ này là một cái công viên, ở bên kia là đất trống rồi. Hôm nay trời cũng khá ui ui, mặt trời cũng có mặt trời đó, nhưng mà mây nó che đa số rồi. Đây là khu nhà, những cái khu nhà ở đây. Không phải nhà, cái này chắc là công ty hay là cái gì rồi, chỗ làm việc á. Ở đây có một cái complex nhỏ, nước đá nè các bạn. Đây một cái mini mart nhỏ, thì mình hay mua mấy cái đồ linh tinh đây hoặc là đi mua ở 7-Eleven. Còn kia là cái Canada Post nè, cái bưu điện duy nhất ở thị trấn này. Trời ơi, nè đường nó trơn nè các bạn. Đi mà không có giày boot nè, bữa mình đi giày boot luôn mình còn té nữa. Các bạn đi qua mà các bạn không mua giày boot mà đi giày mấy cái giày bata là trơn té dập mặt luôn á. Đó, tuyết còn quá trời, mặc dù nhiệt độ cũng khá là lên rồi đó nhưng mà cũng không có tan được hết tuyết. Buổi sáng thì thị trấn cũng khá là xâm tụ, xe cộ chạy qua chạy lại cũng nữa nhiều. Ở đây thì ít người đi bộ các bạn, tại vì không có xe bus. Này thị trấn mà, cho nó có xe bus. Đa số người sống ở đây là họ có xe hơi hết, tất cả là đi có xe riêng hết. Rồi chỗ này nó gọi là thùng thư của bưu điện nè các bạn. Này nó gọi là PO Box. Rồi đó, mình kiếm cái số, mình đăng ký cái số nào ở đây thì mỗi tháng hình như là khoảng 20-30 đồng á. Thì mình trong đó đó. Mình ở đây một cái thùng thư giống thùng thư ở nhà vậy, nếu để ngoài đây thì nó tiện hơn. Mình không có sợ bị mất thư hay gì hết. Đó.
Rồi hiện giờ tụi mình đang ngồi ở một cái quán, nó tên là Chi Mart. À, lúc đầu mình tưởng Chi này là tiếng tiếng Việt, nhưng mà nghe nói là ở đây là quán của Hàn Quốc. Ngay trong thao luôn. Thì mình coi trong menu các bạn, có phở nè. À, rồi ở dưới đây có bún chả nè. Lúc đầu mình tưởng là tiếng Hàn, nhưng mà mình đọc cái description trong đây là thì nó có ăn với lại nước mắm nè. À, nước mắm sauce nè. Đó. Cho nên mình mới kêu thử cái này là bún chả coi nó như thế nào. Có phở, có bát thái với lại mấy món tây này nọ luôn. Đó. Để coi hôm nay ăn cái quán này như thế nào ha. Đó, đây là đầu tiên là ra là một ly bia ha, 6 đồng rưỡi, ướp lạnh đàng hoàng, kia là nước ngọt thôi. Rồi, đầu tiên mình uống một ly bia nha. Còn uống không? Chia. Trời ơi. Để qua. À, quán thiết kế rất là tây nè các bạn. Lemonade shake lake, snack lake. Mấy này chắc là easy vodka, nó là rượu. Đó, thiết kế rất là miền tây. Quán rất là miền tây kia, của giống như miền tây của Mỹ vậy đó. Đây là phần bún chả nè các bạn. Đúng là bún chả ăn với lại nước mắm nè. À, mà thịt này chắc là thịt này mình thấy là không phải rồi đó. Còn đây là phần bát thái của bạn Sam. Phần này phần nhỏ nè. Trời mà cũng quá trời luôn. À, nhìn cũng ngon các bạn. Buổi trưa ở đây người ta vô ăn cũng đông nè các bạn. Quá trời đông luôn. Mình ăn thử miếng nước mắm nè các bạn. Đó là nước mắm của Việt Nam đó. Ngon. Nước mắm này pha ngon nè. Cho một cái spring roll nữa. Cái này không phải là bún chả các bạn. Không phải là bún chả Hà Nội mà nó là bún thịt nướng thì đúng hơn. Chẳng qua là thịt heo ra ướp xong ra nướng lên. Ăn với lại bún với lại rau ha. Với lại ăn với nước mắm Việt Nam mình. Được cái người Hàn nhưng mà pha nước mắm Việt Nam rất là good luôn á. Hello các bạn, mình đã nhận được xe nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái xe ha. Đây là chiếc xe của mình sau khi chạy 1,000+ cây số từ BC qua đây. À, có cái anh bạn anh chạy giùm mình đó. Đó. Trời ơi, cái xe nó khủng khiếp không các bạn. Nhìn không, lúc mình nhận xe mình nhận không ra cái xe mình luôn á. Trời, bên kia mình chăm xe, mình giữ xe sạch đến cỡ nào chạy qua đây hả? Đường tuyết đó các bạn, sình đó. Nó văng lên xe nè. Giờ ơi là giờ luôn. Giờ đến độ mà không thấy cái bảng số đâu luôn nè. Thấy không? Giờ chút nữa mình phải đi kiếm cái chỗ rửa xe mới được. Chứ để cái xe này chạy ghê quá. Được cái là thay cặp bánh này chạy bên Alberta này rất là ok, rất là good. Không có bị trơn trượt này nọ. Đó, cặp bánh này mình thay hết 1,400 á. Đó, giờ nhận cái xe xong hết hồn luôn, hú hồn. Còn đây là một quang cảnh khác của trong cái town. Cái khu này thì cũng giống một cái khu phức hợp nhỏ thôi. Nó có cleaning center nè. Có food market. À, ở đây mình đang ăn cái quán Bang Bistro nè. Là một cái quán sushi. Món Nhật. Đó. Bên kia có auto park là bán đồ xe, phụ tùng xe. Đó. Đó là cái đường highway 11 nè. Highway này đi thẳng đây là xuống xuống Calgary lại. Rất là yên tĩnh ha. Hôm nay là thứ bảy. Đó. Còn bên đây người ta gãi sỏi nè các bạn. Sỏi đi cho nó đừng có bị trơn á. Chạy xe nó không bị trơn á. Nó đi nó cứ cà rộp vậy nè. Đó. Ở đây là một cái chỗ rửa xe của co-op.
co-op nè các bạn. Đó, thì chỗ này là chỗ rửa xe tự động. Ở cái thị trấn này nó lại không có rửa xe tay, cho nên mình bắt buộc phải đi rửa xe tự động thôi. Với lại cái xe mình nó dơ quá rồi cho nên bắt buộc phải rửa luôn. Đó, thì đây là cái quang cảnh đứng trên đây các bạn có thể thấy nè. Dưới kia là No Frill nè. Đó, thấy không? Rồi bên đây thì có Canan Thai nè. Đó. Rồi dưới kia thì có cái gì ta? Mobile nè, là cây xăng nè. Đó, nguyên cái khu phức hợp dưới đó. Còn cái có mấy cây thông này là cái gì thì mình chưa biết, để mình coi. Sau lưng mình là có cái có chỗ bán rượu các bạn của co-op. Rồi để mình coi coi cho người ta rửa xe làm sao, mình vô mình rửa thử. Nãy mình không biết các bạn, ở đây nó không có cho trả tiền ngay cái chỗ này mà mình phải mua ở trong cái quầy của cái cửa hàng á. Xong rồi cái mình mới chạy qua đây, mình bấm cái mã. Có cái mã. Rồi mình bấm cái mã đó thì mình mới vô được. Rồi các bạn có nghe nó quạt cái xe mình không? Sau khi nó xịt xà bông lên đầy rồi nữa các bạn. Đó, giờ nó bắt đầu nó xịt rửa. Thì khi mà chạy vô các bạn thì các bạn sẽ thấy có cái đèn này nè, nó sẽ có cái mũi tên màu xanh làm cận cứ đi vô. Nó cứ kêu chạy đến khi nào mà cái mũi tên nó chuyển thành dấu X á, nó kêu stop á. Hoặc là các bạn chạy lố thì nó kêu bạn lùi lại hay sau đó, là tất cả mọi thứ tự động hết. Đó, các bạn cứ nhìn vô cái đèn đó các bạn chạy. Rồi còn khi mà rửa thì nó đang ở tính cái bước nào thì nó sẽ hiện đây nè các bạn, thấy không? Đó, ví dụ như là cleaning nè, xong rồi nó có là rồi nó lại xịt cái gì lên nữa rồi, không thấy. Cái này là dành để polish nè, là để đánh bóng á, đánh bóng xe á. Đó, mình cleaning nè, mình đang ở cái bước là washing. Xong rồi sau cái bước washing đó nó sẽ tới cái bước là cái gì ta? Polishing nè. Đó, hiện giờ là nó đang xịt xà bông thôi. Đó, xịt nước rồi qua cái bước lọc xà bông. Đó, nó đang chớp chớp chỗ cái washing kìa các bạn, thấy không? Đó. Rồi, sau khi rửa xong một vòng, mình quay cho các bạn xem nè. Ôi, sạch bón luôn ha. Cái thổi hơi của nó mạnh lắm các bạn, thổi rất là mạnh luôn á. Mà cũng không, nước cũng không văng được bao nhiêu á, cũng còn ướt nè. Những cái nước này mà nó động lên xe là các bạn nó sẽ bị bám mảng á. Mình phải lau khô nữa, phải thêm một cái bước lau khô nữa mới được. Nhưng mà cơ bản là nó rửa khá là sạch ha, rất là ok luôn á. Nè, các bạn xem. Ôi, chiếc xe giờ hay giờ bây giờ đã sáng bóng lại. Nhìn nó đã dễ sợ luôn các bạn, thấy không?